Chào các em. Chúng ta gặp nhau ở nick số 2 Olympic của khối lớp 8 vòng thi số 7 để tìm những câu hỏi khó nhằm mục đích nâng cao trình độ ha. Bài thi số 1. Chọn cặp ô bằng nhau. Ồ, cái này thì dễ. Sợ nhất là các ô tăng dần thôi. Giá trị x, rồi các em dùng kỹ thuật tìm x mà mình đã được học ha. 23 x trừ 18, tiết kiệm thời gian đáng kể luôn á. 25 các em. Rồi bên kia trừ 1/6, cứ giữ chờ đợi. 24 người ta cho thứ ghi lại. Giá trị nhỏ nhất của ý thức này sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 625. Khóa học V81 thầy đã dạy rất là kỹ, dạy nát be nát bét về giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất, đủ các cái thứ kiểu trong đó các em nhé. Các em nhớ tận dụng những cái nội dung trong khóa học đó để vận dụng vào các cái bài thi từ giờ cho tới vòng thứ 19 luôn đó. X mũ 4 là tồi nhất bằng 0, Y mũ 2 cũng tồi nhất bằng 0. Vậy hai cái này cộng lại tồi nhất là bằng 0. Như vậy cái ngoặc đơn này là tồi nhất là bằng 25. Mà lúc nhỏ nhất là 25 thì vẫn có cái bình phương bên ngoài, thì các em lấy 25 bình phương lên. Như vậy giá trị nhỏ nhất của P sẽ là 625, là do 25 bình phương lên đó. Rồi, đợi thầy xíu nha. Em đợi thầy xíu nha, thầy có cái việc bận một xíu. Rồi tiếp tục em, trở lại vấn đề. 25 người ta cho sẵn rồi, 153 cho sẵn rồi, cảm ơn. 625 cho sẵn rồi, cảm ơn. Rồi bài này giá trị nhỏ nhất của đa thức này, ở nick trước thầy có giải rồi, giải rất kỹ luôn ha. Giá trị nhỏ nhất bằng 10 và đạt được khi x bằng trừ 1/6. Ở đây người ta hỏi giá đạt được khi nào thì mình trả lời là âm 1/6, chứ đừng có trả lời 10 là ăn đòn các em nha. Số ước số của cái này, ồ cái này toán lớp 6 mà. Số ước số thì các em lấy mấy cái lũy thừa cộng cho 1 nhân lại thôi. Không? Cái này cũng cần ôn lại chứ lỡ đi đâu mà các em gặp cái là các em quên cái chích ngắt. Giờ thầy cho số K là bằng phân tích ra thừa số nguyên tố là bằng x mũ A nhân cho Y mũ B và nhân cho Z mũ C, vân vân. Thì lúc đó số ước của nó sẽ là các em lấy các cái số mũ á, mỗi thằng các em cộng cho 1 rồi các em nhân lại với nhau là xong. Đây là một cái định lý rất là hay. Số ước của K ha. Số ước của K là A cộng 1 nhân B cộng 1 nhân C cộng 1. Vậy đây các em lấy 2 cộng 1 là 3, còn này là 1 cộng 1 là 2, 1 cộng 1 là 2, 1 cộng 1 là 2. 3 nhân 2 nhân 2 nhân 2. 24 nha. 24 ước nha. 24 ước đó là ước dương đó. Chứ chưa tính mấy cái ước âm nha.
Vậy ở đây ý người ta hỏi là ước dương đó, chứ lỡ mà ước âm nữa là nó tới 48 lần. Số 3 là ước thì âm 3 cũng là ước đó. Nhưng mà ở đây thầy liếc thầy thấy số 24 trên này nè, người ta mới lấy 24 đó. Rồi các bạn tiếp theo, bài này thầy sẽ giải bằng biến đổi toán học cho các em ha. Thử dùng kỹ thuật trong khóa học V81 thử rồi. Dùng kỹ thuật trong khóa học V81 nha. Cho nó lẹ nè. Rồi. X bình cộng cho Y bình lăm chứ nhỉ, x bình cộng y bình bằng 15. Rồi đã tìm xong x, rồi đã tìm xong y. Rồi kết quả bằng 153 các em. Vậy nếu tận dụng kỹ thuật mà thầy đã dạy trong khóa học V81, các em sẽ tìm được kết quả là bằng 153. Đây là 153 các em. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều em chưa tham gia khóa học đó thì sẽ giải ra sao đây? Thì giờ thầy hướng dẫn theo cái biến đổi toán học các em nhé. Hướng dẫn biến đổi toán học x mũ 4 cộng cho y mũ 4. Bây giờ thầy sẽ thêm bớt hàng tử, thầy sẽ thêm cộng 2x bình y bình vô đó. Mà thầy thêm vô á, thì nó mất cân bằng, thì thầy phải bớt đi để cho nó cân bằng trở lại. Cái này vẫn bằng như cũ em nhé, nó vẫn bằng như cũ thôi, không có gì là ghê gớm đâu. Rồi ba cái này thầy nhập lại thì thầy sẽ biến thành là hàng đẳng thức, đúng không? Ba cái đó thầy nhập lại thì thầy sẽ biến thành là x mũ 2 cộng cho y mũ 2 tất cả mũ 2. Em cứ thử đi. Rồi trừ cho 2 x y tất cả mũ 2. Vậy giờ nó sẽ bằng gì? Rất đơn giản, thay số vô thôi. X bình cộng Y bình là thành 15. Vì chỗ này thành 15 bình. Rồi trừ cho 2 nhân cho X Y bình, tức là nhân cho 6 bình. Nhân 6 bình nha. Rồi em lấy máy tính thôi. 15 bình trừ cho 2 nhân 6 bình, 153 ha. Hãy tham gia khóa học V81. Các em sẽ vừa nắm được những kỹ thuật rất hay mà vừa nắm được cơ sở toán học vững chắc luôn. Nói chung là sẽ được khá nhiều cho cái hành trang học toán của mình. Bây giờ ta chọn những đáp án bằng nhau. 153, 153. 24, 24 trừ 1/6 trừ 1/6. 25, 25. 625. Rồi ok. Huỳnh luận chấm buộc rest.com kia nhé. Khóa V81 sắp tới thầy sẽ mở khóa V82 trong những ngày tới, thầy đang thiết kế. Bài thi số 2. Hình thoi là tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và vuông góc với nhau. Cái này dấu hiệu nhận biết các em đã quá nhuyễn rồi. Cái này mà sai nữa thì bó tay. Rồi rút gọn. Rút gọn cái này dùng kỹ thuật thầy dạy ở khóa V81, các em sẽ ra mau lắm. Các em sẽ ra là âm 29 nha. Các
camera âm 29 ha. Chính xác luôn, âm 29. Còn cái em khai triển bằng tay ra nó cũng ra vậy thôi. Tiếp tục. Hình thoi. Vẽ nhanh hình thoi mà nhé. Nếu bài nào khó quá thì thầy mới vẽ hình thôi nha. Còn mấy bài thường thường cho các em tự vẽ hình và nghe cái lời giảng của thầy làm thôi. AB bằng 5 cm. Tính độ dài BD. À, bài này thì cũng nên cho các em làm quen với hình. Đây. Giờ thầy có một hình thoi. Vẽ tượng trưng thôi nha. Hình thoi này có tên là ABCD. A, B, C và D. Góc 120 độ là góc B. Nếu góc B bằng 120 độ thì góc A sẽ bằng bao nhiêu, các em đoán thử coi. Đúng rồi, 60 độ. Bởi vì hai đường này song song với nhau nè. Hai đường này song song với nhau. Hai góc trong cùng phía thì phải bù nhau. Đây 120 rồi, đây 60 các em nhé. Giờ thầy nối BD là đoạn cần tính này. Theo tính chất của hình thoi á, thì AB bằng AD, hai cạnh kề của hình thoi thì phải bằng nhau. Vậy tam giác này cân, cân mà có góc 60 thì thành tam giác đều em nhé. Tam giác đều thì cạnh BD cũng tham gia bằng hai cạnh này luôn. Mà AB đề cho là bằng 2 cm rồi. Vậy BD cũng bằng 2 cm em nhé. À 5 cm chứ, lộn. 5 cm, BD cũng bằng 5 cm vì là tam giác đều. Hình thoi thì có hai trục đối xứng, chính là hai đường chéo luôn đó, chính là hai đường chéo luôn đó các em. Thầy cắm sạc đã nha, nó chuẩn bị hết pin rồi. Rồi, tiếp tục. Hai trục đối xứng chính là hai đường chéo dọc và ngang đó. Trục đối xứng là các em gấp đôi theo cái trục đối xứng là cái hình nó hai phần nó chồng khít lên nhau các em. Giá trị x để biểu thức này đạt giá trị nhỏ nhất thì giá trị nhỏ nhất là 12 nè. Đạt được khi cái bình phương này là thấp nhất là bằng 0. Vậy là 5x trừ 1 bằng 0. Thì x sẽ bằng 1/5. 1/5 tức là 0,2 đó các em. Các em tham gia khóa học V81 thì cái này trở thành toán toán bún tay, tức là toán toán gà ha, toán dễ, toán cơ bản luôn. 0,5, xin lỗi, 0,2, giá trị x 0,2, chính xác. Rồi, cho tam giác ABC vuông tại A, IHK là trung điểm. IHK là trung điểm của AB, BC và AC. AB bằng 6, AC bằng 8. Chu vi của tam giác. Ồ, dễ ghê. Vẽ nhanh cái hình tóc hành nè. Tam giác vuông. Rồi, tam giác vuông tại A luôn. A, B, C. Giờ các em lấy ba cái trung điểm như này. Trung điểm thứ nhất, trung điểm của AB thầy đặt tên là A. Trung điểm của BC là H. Đây là K. Tính chu vi tam giác HIK cũng dễ thôi em. Các em có ba cái đường trung bình ha. AB á thì bằng 6, như vậy ông KH sẽ bằng 3 nè. KH là bằng 3 nha. Đường trung bình mà.
em tự chứng minh nhé, cái đó bắt phải chứng minh nữa thôi á. Ông AC là bằng 8, như vậy ông đường trung bình IH là sẽ bằng 4. 4. Còn ông IK thì bằng nửa ông BC. Tức là bằng ông BC thì bằng 10 á, dùng Pythagore trong tam giác ABC thôi. Ông BC bằng 10 thì ông IK sẽ bằng 5 nhá. 5, đây là 5 này, cộng 3 cộng 4 thì bằng 12. 12 cm, đó là chu vi của tam giác nhỏ ở bên trong. Hình thoi có hình thoi ABCD có AC bằng 6, ABCD AC bằng 6 là đường chéo ngắn, BD bằng 8 là đường chéo dài. Như vậy một nửa của đường chéo ngắn là 3, một nửa của đường chéo dài là 4. Dùng định lý Pythagore ở một trong bốn tam giác vuông nhỏ thì cạnh hình vuông ra 5, xin lỗi, cạnh thoi ra 5 thì chu vi là bốn cạnh như vậy là bằng 20 cm. Nối hai đường chéo của hình thoi sẽ ra bốn cái tam giác vuông nhỏ xíu, chụp đại một tam giác vuông thì hai cạnh góc vuông là một nửa của 6 và một nửa của 8, tức là 3 và 4 em nhé. Dùng Pythagore thì các em sẽ ra cạnh hình thoi là bằng bằng 5. Mà bốn cạnh như vậy thì chu vi sẽ bằng 2 20. Các em tu tới tu lui lời thầy giảng sẽ hiểu bài này, nó đơn giản quá, thầy không có vẽ hình đâu. Rồi phân tích cái này thành nhân tử thì cái này hình như ở nít 1 thầy giải rồi hay sao á, ở nít 1 thầy giải rồi các em. Mà ở trong khóa học V71 thì xin lỗi V81 thì bài này thầy cũng hướng dẫn quá kỹ cách thực hiện chung luôn ha, thực hiện chung. Để thầy hướng dẫn một lần nữa đi, sợ chưa chưa giải x bình nè, 7x thì tách ra thành 3x cộng cho 4x. Còn tại sao lại tách được như vậy thì tham gia khóa học thì các em sẽ nắm rõ cái bản chất hơn. Rút x ra ở trong còn x cộng 3, cái nhóm thứ nhất á, x bình cộng 3x á. Rồi cái nhóm thứ hai là 4x cộng 12 thì các em rút 4 ra. Vậy ở trong là còn x cộng 3. Rồi hai nhóm là có nhân tử chung là x cộng 3 kìa. Thì rút ra là trong sẽ còn x cộng 4 thôi là xong. Đây đáp án này. Wow. Như vậy rõ ràng khóa học V81 thầy dạy cho các em là không thừa tí nào các em nhỉ. Không thừa tí nào. Hình như nếu thầy nhớ không lầm thì đây chính là một bài ở trong một bài ví dụ trong cái khóa học V81 luôn ha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho những em mà chưa học cái khóa học đó cũng biết làm. Nhưng mà tiếp thu thì chắc chắn nó sẽ không nhanh bằng những em mà đã từng học qua khóa học đó. Fx chia hết cho gx, tức là fx sẽ bằng gx nhân với một cái thương nào đó. Đó. Và không có dư. Cái thương này thì chẳng biết là bao nhiêu cả, thầy cứ ký hiệu là quy đi. Bây giờ các em để ý cho thầy nè. X mũ 2 trừ x trừ 2. Giờ các em đi tìm nghiệm của đa thức này. Các em cho nó bằng 0 đi. Đi tìm nghiệm của nó. Thì theo kiến thức ở khóa học V81 thầy đã dạy thì nghiệm của nó sẽ là hai nghiệm, một nghiệm bằng 2 và một nghiệm bằng trừ 1. Chắc các em thắc mắc tại sao nhanh như vậy đúng không? Thì em nào tham gia khóa học rồi thì mới mới biết. Còn giờ thầy sẽ giảng nhanh như sau. X bình cộng x trừ 2x rồi trừ cho 2 bằng 0, thay đổi đề á. Rồi giờ thầy phân tích thành nhân tử này, x bình cộng x thì thầy rút x ra ngoài, ở trong còn x cộng 1. Rồi cái nhóm thứ hai là thầy nhóm lại, đằng trước là dấu trừ thì ở bên trong phải đổi dấu, trừ này phải đổi thành cộng này. Rồi rút 2 ra ngoài luôn, vậy ở trong còn x cộng 1 thôi. Bây giờ hai bên nó có x cộng 1 chung, rút ra để trong sẽ còn là x trừ 2 bằng 0. Tới đây các em suy ra hai bài toán còn,
hai thừa số nhân nhau bằng 0 thì một trong hai thừa số phải bằng 0. Như vậy là x cộng 1 sẽ bằng 0. Hoặc là x trừ 2 sẽ bằng 0 các em nhé. Giải hai bài toán này thì các em sẽ suy ra x bằng trừ 1 hoặc là x bằng 2 thôi. Nó khớp với kết quả trên này nè. Đúng không? Nhưng mà ta mất thời gian. Còn nếu các em tham gia khóa học rồi thì các em tìm được hai cái nghiệm này trong vòng tích tắc thôi, cỡ 5 giây trở lại. Ở đây không có thời gian, thầy chỉ giảng đến thế. Bây giờ áp dụng định lý Bayou. Hệ quả của định lý Bayou thì các em sẽ tìm được A nhanh chóng thôi. Bây giờ đa thức fx chia hết cho đa thức gx, tức là fx bằng gx nhân với q ha. Như vậy là ta sẽ cho x bằng 1, trừ 1 đi, f của trừ 1 đi, f trừ 1 thì nó sẽ bằng g của trừ 1 nhân q ha. Mà trừ 1 là nghiệm của đa thức gx rồi. Không? Cho nên là g của trừ 1 sẽ bằng 0. Nếu x bằng trừ 1 thì thế vô gx thì nó bằng 0. Đó. Tương tự, Khi thay x bằng 2, nó cũng ra 0 đấy. F2 sẽ bằng g2, nhưng q cũng bằng 0 luôn. Bây giờ các em chỉ cần dùng một trong hai công thức này là các em sẽ tìm được A thôi. Đúng không? Ví dụ thầy dùng công thức là F2 bằng 0 đi, thì tức là thay x trên này bằng 2 nè, thì x trên này bằng 2 các em nhé. Tức là 2 mũ 4 trừ cho 9 lần nhân cho 2 mũ 3 cộng cho 21 nhân cho 2 mũ 2 cộng cho 2 rồi cộng cho A sẽ bằng 0. Rồi từ công thức này các em sẽ tìm được A các em nhé. 2 mũ 4 trừ 9 nhân 2 mũ 3 cộng 21 nhân 2 mũ 2 cộng 2. Vậy A sẽ bằng trừ 30. A sẽ bằng trừ 30. Các em lấy công thức trên thì nó cũng ra vậy thôi ha. Còn có một cách làm nữa là các em đặt phép chia theo cột dọc á, giống như trên lớp á, đặt phép chia theo cột dọc, sau đó tìm số dư và ép số dư bằng 0 cho thầy. Lúc đó các em sẽ tìm được A cũng bằng trừ 30 thôi ha. Phép chia này thì hình như là ở nick 1 thì giải rồi hay sao. Đúng rồi, ở nick 1 thì giải rồi các em. Không biết giải chưa nhỉ. Để chia hai đa thức thì các em có thể đi phân tích cái đa thức bị chia thành tích, thành nhân tử, sao cho nó lộ ra cái đa thức chia. Thì lúc đó cái phần còn lại á sẽ là thương đó. Giờ 2x trừ 4 thì thầy sẽ bắt cặp với lại trừ 2. Hình như bài này thầy giải rồi, giải nít 1 rồi các em. Hai này nhóm lại thành nhóm, không đổi dấu bởi vì đằng trước là dấu cộng. Hai này nhóm lại thành một nhóm, đổi dấu bên trong bởi vì đằng trước là dấu trừ ha. Tiếp tục rút 2 ra, ở trong là còn x mũ 4 trừ cho 1. Bên kia rút 3x ra, ở trong còn x mũ 2 trừ 1. Tiếp tục để ý thì x mũ 4 trừ 1 là hàng đẳng thức số 3, nó sẽ bằng x mũ 2 trừ 1 rồi nhân cho x mũ 2 cộng cho 1. Bên kia ta giữ nguyên chờ đợi x mũ 2 trừ 1. Ở dưới ta rút x mũ 2 trừ 1 ra ngoài, ở trong còn 2 lần x mũ 2 cộng 1 rồi trừ cho 3x. Như vậy là x mũ 2 trừ 1
là đa thức chi nó đã xuất hiện rồi đó. Còn ở trong thì nhân ra là thành 2x bình cộng cho 2 trừ cho 3x, đây chính là thương nha. Đây là thương nè. 2x bình cộng 2 trừ 3x nó chính là thằng này luôn. 2x bình trừ 3x cộng 2 đó chính là thương ha. Cầu cho gặp câu khó khó hơn đi, mình toàn câu dễ không vậy. Các em nhớ tham gia khóa học của thầy nha các em, nếu muốn nâng cao kiến thức và muốn tiến xa hơn trong kỹ năng giải toán của mình. Mọi hướng dẫn đều bằng video. Theo dõi kỹ, theo dõi kỹ các cái video này, chứ đừng có gọi điện tới gọi điện lui, nó tốn tiền điện thoại các em nhé. Tập tự nghiên cứu quen đi, sau này các em sẽ còn học nhiều cái khóa học khác, không riêng gì của thầy đâu, của những thầy cô nổi tiếng khác ở trên mạng ha. Rất là lợi hại ha. Chứ mình cũng nhất thiết là phải đi học thêm nhiều lắm đâu, tự học mới quan trọng. Ôi chà, đây chính là hàng đẳng thức số số 3. Nó chính là bằng cái gì? Nó chính là bằng 1 phần 2 x mũ 2 tất cả bình trừ cho 1 phần 3 y mũ 2 tất cả bình. Đó. A trừ b nhân 2 cộng b nó bằng vậy thôi. Như vậy nó sẽ bằng là 1 phần 4 x mũ 4 các em nhé, trừ cho 1 phần 9 y mũ 4. Vậy thôi. Như vậy số A đó chính là, số A đó chính là 1 phần 4 đó, tức là 0,25 đó. 0,25. Còn nếu người ta kêu nhập phân số, ta nhập 1 phần 4, đâu khó đâu, bình thường. Ồ, cái này nếu lười vác máy tính ra bấm luôn, số nhỏ xíu, lũy thừa nhỏ xíu, suy luận biến đổi chi cho nó đau đầu. Bật không nha, bật không. Hình thoi ABCD, hình thoi ABCD nè, có M là trung điểm, 4 trung điểm, các cạnh của hình thoi sẽ tạo thành một góc, một hình chữ nhật. Cái này các em học rồi. Như vậy góc đó là bằng 90, khỏi vẽ hình nữa. Hỏi dễ quá. Rồi, bài này thì chắc là khó. Thầy cũng mong cho có bài khó để thầy có cơ hội giúp các em. Bài toàn dễ không thì cũng khó lắm. Hình thang ABCD vẽ từng chân các em nhé, không có vẽ chính xác đâu. Rồi, hình thang ABCD có MN là đường trung bình, vậy lấy trung điểm rồi nối lại. Đặt tên đã, AB là đáy thứ nhất, CD là đáy thứ hai, còn đường trung bình là MN. AB thì bằng x cộng 2. Ôi trời ơi, rầm rộ quá. Dễ ẹt, cái bài này dễ ẹt các em ơi. Thầy cứ tưởng gì khó lắm. MN thì bằng 12. Còn CD là bằng 2x cộng 10. Trời đất. Như vậy dùng công thức đường trung bình đi. Các em dùng công thức tính độ dài đường trung bình ha. Thì các em sẽ tìm được một công thức có chứa x trong đó. Đây nè, đường trung bình là sẽ bằng nửa tổng hai đáy, như vậy là 1 phần 2 nhân cho tổng của hai đáy là x cộng 2 cộng 2x cộng 10. Đó,
thấy lớn cộng mấy bé, nhưng 1 phần 2 là nó ra điện trung bình là ra 12 luôn. Rồi từ đây em suy ra cái gì, x cộng 2x là 3x, 2 cộng 10 là 12, và 12 nhân đôi lên là 24. Rồi từ đây mình suy ra là 3x sẽ bằng 12 thì x sẽ bằng 4. Trời đất ơi, tưởng gì dữ dội lắm chứ, làm mất hứng ha. À, nói con đi nè. Đi. Alo. 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 Tiếp tục. Mười hai x mũ 3 trừ 7 x mũ 2 trừ 4 x cộng 14. Tìm số nguyên để đa thức này chia hết cho đa thức kia. Cái này là một cái dạng cuối cùng của cái bài giảng số 4 mà thầy đã dạy cho các em ở trong khóa học V81 đúng không? Bây giờ thầy sẽ thực hiện lại. 12 x mũ 3 12 x mũ 3 trừ 7 x bình trừ 14 x cộng 14, ở dưới là 4 x trừ 5. Bây giờ dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy trong khóa học V81, các em sẽ tìm ra nhanh lắm nè. Đó, 12 x mũ 3 trừ 7 bình trừ 14 cộng 14, ở dưới là 4 x trừ 5. Rồi, ta sẽ tìm được các giá trị sau đây. Chưa thấy. Rồi, có rồi. X bằng trừ 1 kìa. X bằng âm 1. Đây, x bằng âm 1. Nhưng mà tại sao thầy làm nhanh vậy? Thì bây giờ chỉ có tham gia khóa học V81 thì thầy mới chuyển được cho các em cái kỹ năng đó thôi ha. Còn bây giờ ta biến đổi bằng toán học thì nó sẽ khá lâu. Thôi chấp nhận thôi, giờ thầy hướng dẫn luôn. Giờ 12 x mũ 3, 12 x mũ 3 là thầy sẽ cho cặp với lại trừ 20 x mũ 2. Đề góc là trừ 7 x mũ 2 mà tự nhiên ghi trừ 20 thì phải cộng cho 13 x mũ 2 để bằng như cũ. Rồi 13 mũ x mũ 2 thầy lại tiếp tục. Cái này khó nha. Cái này không có đơn giản đâu các em ơi. Như vậy là thầy sẽ đặt P bằng cái đó. Rồi tôi giải tới cùng bài này luôn, còn 12 phút. Thầy sẽ hướng dẫn đến những em mà nằm trong đội tuyển học sinh giỏi nè. Đặt P bằng biểu thức này. Thì suy ra 4P. 4P là sẽ bằng cái này nhân cho 4 ha. Cả cái này thì để trong mặt rồi nhân cho 4. Thôi nhân luôn đi. 4 x 12 là thành 48. 4 x 7 là thành 28. 4 x 14 là thành 56.
Rồi 4 nhân 14 là 56. Rồi giờ phải tắt ra các em. Tắt cái này ra. 48x mũ 3 thì thầy cặp với lại là trừ 60 x mũ 2. Ở đây là trừ 28 x mũ 2 mà thầy lại cặp với lại trừ 60. Vậy thì thầy phải cộng cho bao nhiêu? Thầy sẽ cộng cho 32 x mũ 2. Rồi 32 x mũ 2 thì thầy lại tiếp tục cặp với lại 40 x. Rồi thầy lại trừ cho 16 x để bằng như cũ. Trừ 16 thì thầy cặp với 20. Như vậy là còn 36. À, ở dưới là 4x trừ cho 5. Hơi rối ha. Nhưng 4 4 7 28 42 48 nè, 4 16 rồi ok. Tách ra. Bây giờ các em cứ để ý nha. Đặt nhân tử chung nè. Hai cái này có nhân tử chung là 12. 12x mũ 2 đó. Rút ra. Để trong còn gì? Ở trong sẽ còn lại là 4x trừ cho 5. Ở đây thầy rút 8 ra ngoài. 8x sẽ rút ra ngoài. Vậy ở trong sẽ còn gì? Ở trong sẽ còn 4x. 8x ra ngoài là ở đây còn 5. Ở đây rút dấu trừ. Đằng trước dấu trừ. Đằng trước là dấu trừ. Khi nhóm lại là bên trong phải đổi dấu, cộng thành trừ. Rồi 16 với 20 thầy rút 4 ra ngoài là trong còn 4x trừ cho 5. Rồi giờ rút gọn thôi. Đúng không? Tách ra thành 3 phân số, 4 phân số rồi rút gọn được em. Đây nè. Cộng cho phân số nè. Đó, ở dưới mẫu vẫn là 4x trừ 5 ha. Mẫu 4x trừ 5. Tách chỗ này ra tiếp. Một phân số nữa. Ở đây mình dấu trừ. Ở dưới là 4x trừ 5. Tách tiếp một cái nữa, còn phân số nữa, tách ra. 36 đưa qua đây. Ở đây có dấu trừ ở giữa dấu phân số thì bỏ dấu trừ trước số 4 đi. Đây là 36 trên 4x trừ 5 nha. Đó thì tách xong rồi đó. 12x bình 4x trừ 5 8x 4x trừ 5 rồi trừ ok rồi. Giờ rút gọn ha. Cái phương thức thứ nhất em rút gọn là 12x mũ 2. Phương thức thứ hai còn 8x. Phương thức thứ ba là trừ 4. Phương thức cuối cùng là để nguyên, đâu có làm gì được đâu. Rồi trở lại vấn đề. Ta cần A chia hết cho B. Tức là ta cần biểu thức P này là số nguyên nè. Mà P là số nguyên á thì 4P cũng phải là số nguyên, thấy không? Mà 4P là hiện tại nó ra cái này rồi. Đó. Như vậy là với x thuộc Z á, với x là nguyên á thì P sẽ thuộc Z. Khi P thuộc Z thì 4P thuộc Z, thấy không? 4P thuộc Z thì P cũng sẽ thuộc Z thôi. Mà 4P là hiện tại nó đang bằng cái đa thức này cộng cho cái phương thức này.
Vì đa thức này chắc chắn là số nguyên rồi, bởi vì ít là thuộc giá mà. Vậy chỉ còn phụ thuộc vào anh này thôi. Anh đó phải thuộc giá. Anh này bắt buộc phải thuộc giá. Tức là 4x trừ 5 phải là ước, phải là ước của ước của 36. Như vậy 4x trừ 5 á là nó có thể là bằng 1 cũng được, 2 cũng được, 3 cũng được, 4 cũng được, 5 cũng được. Ở đâu có 5 đâu có được. 9 đúng không? 9 nè. Rồi 36 49 36 3 x 12 2 x 18 rồi 36 nè. Mà các em chú ý x là số âm nha. X là số âm thì nhân cho 4 là ra âm, âm mà trừ 5 nữa là âm nữa. Như vậy là mình không có lấy mấy số dương, mình lấy mấy số âm thôi. Đó. Rồi từ đây các em suy ra 4x thôi. Mà các em để ý tiếp là 4x trừ 5 lại là số lẻ nghe. Chỗ này thầy giảng hơi nhanh này, sợ các em không hiểu nổi. Ước của 36 á là có nhiều lắm, ước dương cũng có mà ước âm cũng có. Ước dương là 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Còn ước âm là âm 1, âm 2, âm 3, âm 4, vân vân cho tới âm 36 đúng không? Rồi còn số 6 nữa, ui cha quên rồi. Tí nữa chết ha. Nhưng mà các em để ý là x là số âm thì nhân với 4 sẽ thành số âm. Số âm mà trừ 5 nữa được càng âm. Vậy là 4x trừ 5 phải là một số âm. Vậy mình loại ngay những cái trường hợp 1, 2, 3 cho tới 36 đi. Bây giờ thầy loại tiếp nè. 4x trừ 5 á là 4 nhân x là một số chẵn, 5 là một số lẻ, chẵn trừ lẻ là ra lẻ. Như vậy nó chỉ còn trừ 1 là có lý, trừ 3 là có lý, trừ 9 là có lý. Mấy thằng chẵn em bỏ hết đi. À, vậy là 4x sẽ bằng gì? 4x sẽ bằng 4. Trừ 5 chuyển qua là 5, trừ 1 là 4. Trừ 5 chuyển qua là thành 5, trừ 3. 5 trừ 3 là thành 2. Rồi trừ 5 chuyển qua là 5. 5 trừ 9 là thành trừ 4. Rồi từ đây các em suy ra x nè. 4x bằng 4 thì x bằng 1. 4x bằng 2 thì x sẽ bằng 1 phần 2. Và 4x bằng trừ 4 thì x sẽ bằng trừ 1. Số 1 là mình không lấy, bởi vì người ta đòi số x âm mà. Người ta đòi số x âm mà các em. Còn x bằng 1 phần 2 thì bỏ, người ta đòi số x nguyên mà. Vậy chỉ còn x bằng trừ 1 thôi. Vậy các em thấy nếu mà làm bằng biến đổi toán học thì quá là đau khổ. Bài này các em phải làm ngữ tiếng này, đúng không? Mà làm sao các em biết được làm như thầy là phải nhân với 4, đúng không? Tại sao phải nhân với 4 mà không phải nhân với thứ khác? Thì các khóa học khác, luyện thi học sinh giỏi vân vân, rồi học thêm, sắp tới thầy sẽ mở trên mạng thì thầy sẽ hướng dẫn là tại sao là nhân với 4 và tại sao là phải tách như thế này. Đó. Còn bây giờ chỉ nhằm mục đích thi viên bích và tiết kiệm thời gian thì thầy đã hướng dẫn các em rất kỹ trong khóa học V81 rồi. Và cái số trừ 1 này là dùng cái kỹ thuật hôm bữa mà thầy dạy ở trên khóa học V81 đó. Thì các em đã làm xong từ lâu lắm rồi ha. Trừ 1. Nhớ trang web buinhanluan.wordpress.com, em đăng ký bất cứ lúc nào cũng được, không giới hạn thời gian. Rồi hẹn gặp lại các em ở nick số 3. Thầy sẽ tiếp tục giải nick số 3 để tìm các câu khó như câu vừa rồi chẳng hạn. Tạm biệt các em.